Thời gian gần đây thì có hiện tượng hàng loạt các dự án căn hộ chung cư mini được giao bán trên địa bàn Hà Nội. Căn hộ thuộc dự án này có diện tích từ 30 đến 60 mét vuông, giá bán khoảng 1 tỷ đồng. Mức giá hợp lý này giúp cho nhiều người đạt được mong muốn có được nơi ở riêng tư của mình. Thế nhưng liệu việc sở hữu một căn hộ mini có đơn giản, chỉ là có đủ tiền là xong? Đây là căn hộ chung cư tại phường Xuân Tảo. Bỏ ra gần 900 triệu đồng để mua chung cư, xong ở chưa được bao lâu, căn hộ của anh Sơn lại bị thấm rột, xuống cấp trầm trọng. Lý do bởi, dù đã hoàn thiện và được ở kín cả năm nay, vừa qua, chung cư này mới chỉ hoàn thiện tầng gác mái một cách sơ sài, làm cho người dân không khỏi lo lắng về sự an toàn của họ. Chưa được một năm mà đã thấm hết cả, chống thấm chỗ này nó chảy chỗ kia. Ngoài việc lo ngại về chất lượng, những người sống trong chung cư này còn mòn mỏi chờ đợi được cấp sổ đỏ riêng cho từng căn hộ suốt cả năm qua, nhưng giờ vẫn chẳng thấy đâu. Tôi có hỏi về cái giấy tờ về sổ hồng, sổ đỏ. Thì anh bảo bây giờ là sổ đỏ chung, mà khi nào như chúng tôi bán hết các căn hộ, sau 15 ngày chúng tôi sẽ làm sổ hồng và bàn giao cho từng hộ dân cư ở nơi đó. Không riêng gì chung cư này, trên địa bàn Hà Nội hiếm có chung cư mini nào được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Bởi lẽ, theo các chuyên gia, đa số căn hộ dạng này đều ít nhiều vi phạm về thiết kế, mật độ xây dựng hay quy định về phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như trường hợp chung cư mini ở số 6 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Rõ ràng, theo giấy tờ của môi giới cung cấp, tòa nhà chỉ được phép xây dựng 6 tầng. Thế nhưng, không hiểu bằng cách nào, chung cư vẫn được xây dựng lên tới 9 tầng. Và người bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu cho căn tầng số 9, diện tích 52m2 với giá gần 900 triệu đồng. Được quảng cáo là rẻ hơn cả 100 triệu đồng so với căn ở tầng xây đúng phép. Theo các chuyên gia, việc mua bán các chung cư mini tự phát đang tồn tại nhiều rủi ro. Trong khi chờ hướng dẫn về việc xây dựng chung cư mini, thì vẫn còn hàng loạt tòa chung cư tự phát đang xây dựng dang dở nhưng đã bán xong. Và người dân vẫn phải bỏ ra cả tỷ đồng để mua mà không được đảm bảo quyền lợi, nhất là khi có tranh chấp phát sinh.